7, 8, xoay. Rồi dừng lại. Làm cái gì mà không bắt máy không biết nữa. À đây 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 đây. Đây là ba đang nhắn tin cho mẹ con nè. Nào bắt đầu. Rồi tốt rồi đó. Mà em không có nhớ là cái mà làm ở đây là để. Anh nghe nè. Em là anh yêu. Xin lỗi ai vậy? Tôi nè, Bạch Công Khanh. Bạn trai của Kim Chi. Hả? Ông gọi Kim Chi làm cái gì? Hả? Ồ, tôi xin lỗi. Tại vì tôi gọi cho Kim Chi để hỏi chút việc. Có chuyện gì? Quan trọng không? Hả? Kêu người ta về nhà gọi lại là có ý gì? Hả? Anh muốn qua nhà người ta đúng không? Hả? Nè, đừng có nói anh còn lưu luyến với người ta nha. Nói cái gì đó? Alo? Cái gì? Cái gì là cái gì? Thái độ với tôi hả? Nè, đừng bao giờ gọi Kim Chi nữa nghe chưa? Nếu gọi là mệt mỏi với tôi á. Nói ít hiểu nhiều, ok. Ok. Dạ em biết rồi, để em nhắn tin địa chỉ cho chị nha. Dạ dạ. Ủa? Tin nhắn của anh Phúc. Sao anh Phúc nhắn tin lúc nào mà mình không thấy vậy ta? Alo. Hôm nay em mới thấy tin nhắn của anh. Có chuyện gì vậy? Cô Bo bị tiêu chảy hoài luôn. Cái gì? Cô Bo hả? Cô Bo bị sao anh? Tối qua anh đưa cho bệnh viện rồi. Chắc là bị viêm đường ruột. Từ đây sau phải vô bệnh viện thường xuyên đó. Trời ơi, cái chuyện quan trọng như vậy á mà sao hôm nay anh mới nói với em? Anh nhắn tin không thấy em trả lời thì anh cũng phải biết gọi điện thoại chứ. Không phải có người quản lý điện thoại của em hả? Hả? Làm sao? Tôi nhắn tin là gì vậy đó? Nếu từ đây về sau á, cô mà lo cho cu Bo thì gọi cho bà nội đi. Đừng gọi tôi bất công. Nè, bộ anh Khanh nói gì với anh hả? Tôi cúp máy đây, tôi đang bận. Nè, khoan. Lại thằng khứa này. Thiệt là bực mình hết sức. Nghĩ sao mà chả lấy tin nhắn của tôi ra đọc xong rồi im luôn. Trong khi mấy cái đó là tin nhắn anh Phúc báo cô Bo bị bệnh chứ. Lần trước tôi để ý hình như ảnh ghen lắm hay sao á. Với lại ảnh còn trẻ mà ghen vậy chắc là ảnh yêu bà nhiều lắm á. Đâu phải cứ yêu là muốn làm gì làm. Làm được một lần á thì sẽ có những lần sau. Tôi họ nhất định phải chấn chỉnh ổng mới được. Ủa thầy Phúc mà. Ủa thầy mà, anh cứ sao vậy? Anh nè, anh làm cái gì vậy hả? Tôi có làm gì đâu. Anh còn nói là anh không làm gì hết. Nè, tôi nhìn thấy rồi nha. Rõ ràng là anh từ bên kia anh cố tình tông vô ảnh hả? Ừ. Mệt em ghê luôn á. Chẳng qua là anh thấy em đi ra, đứng bên kia anh mừng quá, chạy xe qua rồi xui xui cái tay ga nó bị kẹt thôi nè. Có làm gì đâu. Còn ngụy biện hả? Rõ ràng là anh cố tình làm như vậy. Anh chơi mấy cái trò vậy anh thấy vui lắm hả? Anh nhìn người ta đi, hậu quả là như vậy đó. Anh xin lỗi đi. Không. Không cái gì mà không. Anh mau xin lỗi người ta đi. Tôi có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Nè. Nè. Ê. Có sao thì anh muốn sao không vậy? Anh không sao đâu, bị trễ dây sơ thôi à. Phải nói chuyện cho rõ ràng mới được. Anh nói được rồi không sao mà. Làm sao mà được rồi được? Bây giờ mà mình bỏ qua cho ổng á, ổng còn làm tới cái gì nữa chứ? Nhưng mà đừng có nặng lời quá nha. Tôi biết rồi. Alo. Nè, nếu anh thiếu tự tin như vậy á thì lúc đầu á đừng có làm quen tôi. Anh biết tôi là người đã có chồng rồi mà. Anh ấy họ ghê gớm vừa thôi nha. Lúc nào thì cũng tỏ ra hiền lành mà toàn làm mấy cái chuyện ghê gớm như vậy hả?
cũng bình thường thôi mà, có cái gì đâu mà ghê gớm. À mà cô nói cũng đúng, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên quen cô. Là sao? Trước mặt tôi á, cô còn bênh vực chồng cũ cô như vậy, ai biết được sau lưng tôi hai người làm tới cái gì nữa. Ok, tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta chia tay đi. Hả? Anh muốn như vậy thì cứ như vậy đi. Vậy nha. Sao rồi bà? Ông nói là sao? Ông nói là tại vì ông nóng quá cho nên là mới lỡ làm như vậy. Ông sẽ đích thân tới để xin lỗi anh Phúc. Vậy hả? Anh thấy chưa? Anh yên tâm đi, tại vì anh Khanh á thích Kim Chi dữ lắm cho nên á anh sẽ không có làm cái gì mà Kim Chi buồn đâu, nghe lời Kim Chi lắm. Anh ta nói vậy thiệt hả? Ừ. Chờ chắc phải hơi lâu á, nếu em phải đi tập kịch thì đi tập trước đi. Dù gì bây giờ cũng trễ rồi, nghỉ một lần chắc cũng không sao đâu. Anh giữ cô Bo đi, em ra gọi điện cho anh ta. Em qua ba qua ba bồng xíu nha. Em ra gọi điện cho người ta ăn cái. Nè, mọi người chưa vô họp sao? Alo. Ừ, anh biết rồi, cố gắng tranh thủ nha. À, mày đó vô họp nè. Anh vô họp trễ giờ rồi. Kim Chi đâu? Cô ta bận công việc cho nên không có tới được. Làm ăn về đằng sau hả? Làm việc chuyên gia đi trễ, biết quên là bữa họp quan trọng, không tới được nữa. Được không được cắt dây đi, thiếu tôn trọng cái tập thể này. Thôi vô họp đi. Ủa em sao vậy? Sao gì? Anh nói chuyện gì? Cái chuyện người đó đó, nhìn mặt em kìa, không vui chút nào đúng không? Đâu có sao đâu, người đó chia tay em rồi. Nói gì vậy? Ngoan nè. Nếu như anh không có chia tay em á, thì em cũng sẽ chủ động chấm dứt với lại một con người mà vừa không hiểu lý lẽ và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác như ảnh. Không có liên quan gì tới anh đâu. Em nói thiệt á, em không có buồn đâu. Em càng cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái nữa là ở thời điểm này á, em không có tâm trí với thời gian mà để yêu đương nữa. Còn 10 ngày nữa là tới ngày công diễn rồi. Như vậy á, em càng có thể tập trung để mà luyện tập mà diễn cho tốt. Cho nên từ nay anh cũng đừng quan tâm tới chuyện của em làm gì. Tôi bị cắt dây thiệt sao? Cô và Công Khanh đã trục trặc và chia tay rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, Công Khanh chính là cháu của nhà hát kịch này đó. Hả? Cô với Công Khanh như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà Công Khanh ra quyết định đột ngột như vậy á, mà không cần hỏi ý kiến bất cứ một người nào hết á, luôn cả tôi, cũng không thể nào cản được. Thì ra là vậy. Tôi xin lỗi cô. Không có gì. Chào anh em về. Nè, mọi người tập trung giật lại đi.
em yên tâm, vở kịch sau em sẽ là người đóng chính. Dạ, cảm ơn. Alo, bà hả? Kim Chi ơi, bà về chưa vậy? Ờ, chi vậy? Trời đất ơi, bà Hà với bà Tú qua nhà mình chơi nè. Tụi có khoe là bà sắp sửa đóng một vở kịch nổi tiếng mà hay lắm luôn á. Hai bà muốn đi coi nè. Vậy hả? Ờ, với lại á, tôi nói hôm nay bà về sớm cho nên hai bà ở lại đây á, chờ bà về luôn để xin chữ ký nè. Đúng rồi đó, về nhanh. Về lên, tôi chờ nè. Về nhanh nha, chờ bà tôi sẵn rồi đó. Tôi nghĩ là hôm nay tôi không có về sớm được đâu. Tại vì tôi phải ở lại tập khuya, sắp công diễn tới nơi rồi. Trời ơi, tụi tôi chờ bà từ sáng tới giờ để chờ xin chữ ký rồi đó. Sắp được làm bạn với người nổi tiếng rồi. Mai mốt đến tuần vàng thì bán đấu giá chứ kiếm được bội tiền luôn đó. Chữ ký của người nổi tiếng mà sao có thể cho tùy tiện vậy được chứ? Nếu như bà thích á thì 100.000 một chữ ký, bà có chịu không? Chẳng còn thời gian để tan.